Xin chào anh chị em nhé. Hôm nay Điện Máy Gia Kho xin được giới thiệu tới anh chị em quý khách hàng một cái dòng máy sấy thông hơi đến từ thương hiệu Ganan. Đây là chiếc 70T5CS bản S nha. Bản S thì sẽ có màu bạc nha. Đây là màu bạc. Đó. Và cái tính năng chương trình thì cái chiếc Ganan 70T5C này thì cũng sẽ giống với tất cả những phiên bản 8 cân hoặc là 7 cân màu trắng nha. Các chương trình sấy đây đều hiển thị hết ở đây và chia cả thời gian sấy này, là một cái rất là hay, rất là nhiều chế độ nha, chế độ đồ trẻ em làm mới này, ngừa dị ứng này, nông vũ này, cốt tông này, sấy nhẹ dễ là ủi, sấy tăng cường này, ga giường này, dễ là này, phải tổng hợp. Nói chung là cái chiếc này rất là nhiều chế độ nha và có thể chia được cả nhiều mức thời gian này. Ở bên đây thì chúng ta sẽ có những cái tùy chọn về tăng cường chống nhăn chẳng hạn. Đó, và đây thì tốt đây này, 7kg hoặc là khóa trẻ em giữ hai nút này nha. Đó. Thì cái dòng Ganan này có một cái thiết kế rất là cứng cáp nha. Rất là cứng cáp và có một cái điều hay ở cái dòng này đó là cái dòng sấy thông hơi nhưng mà lại được trang bị đèn ở bên trong nha. Đây ở đây chúng ta sẽ có một cái đèn này. Khi các bạn cắm điện thì đèn sẽ sáng, mở cửa ra là đèn sẽ sáng. Thì đây là một cái điểm cộng rất là lớn đối với dòng Ganan nha. Tất cả các dòng sản phẩm thông hơi khác thường ở trên thị trường hiện nay là không có đèn đâu nha. Thì buổi tối hoặc là lúc chúng ta nhặt đồ nó sẽ không được sáng ở bên trong. Cho nên đây là một cái điểm cộng rất là lớn và rất là hay nha. Ở cái dòng sản phẩm này. Thiết kế thì cũng rất là cứng cáp nha. Đây, rất là cứng cáp luôn. Và có một cái nữa đó là cái phần thông hơi nha. Đây, thông hơi thì hãng cho phép chúng ta có thể cho cái ống xả hơi theo mặt ngang hoặc theo mặt ở đằng sau nha. Thì đây cũng là một cái cải tiến mà duy nhất ở cái dòng Ganan này sản xuất và có cái thiết kế này nha. Còn lại các thương hiệu khác ở cái dòng thông hơi là đều không có nha. Nắp đằng sau cũng được làm rất là cứng cáp. Ok, cho nên mình đánh giá ở cái phân khúc dòng tầm thấp mà thông hơi thì Ganan này là một sản phẩm rất xứng đáng để sử dụng các bạn nha. Đây là mọi thông số của hãng này. Mình sẽ quay lại được cho các bạn xem nha. Rất ok. Thiết kế rất ok. Hiện sản phẩm đang được Điện Máy Gia Kho bán với một giá rất là tốt so thị trường nha. Lắp đặt miễn phí tận nơi. Anh chị em quan tâm đến sản phẩm thì liên hệ trực tiếp vào hotline 0835 33344 nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em quý khách hàng ở những video về điện máy lần sau nha. Xin cảm ơn.